Cảm xúc trái ngược của cử tri Mỹ khi Tổng thống Biden dừng tranh cử Ông Zelensky chúc mừng ông Trump, người dân Ukraine kêu gọi đàm phán Cảnh sát Pháp dùng voi rồng giải tán biểu tình Tòa án quốc tế tuyên bố Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 21 tháng 7 về việc dừng tái tranh cử đã thu hút làn sóng phản ứng trái chiều từ cử tri Mỹ. Theo hãng tin AFP, trong khi một số người bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi cho rằng Tổng thống Biden 81 tuổi đã có một nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên mang lại hiệu quả lớn và bị buộc phải từ bỏ cuộc đua, thì những người còn lại cho rằng quyết định này lại là một sự buông bỏ nhẹ nhõm vì ngày càng có nhiều lời kêu gọi yêu cầu ông rút lui và những dấu hiệu tuổi tác thể hiện rõ ràng trong các sự kiện gần đây. Nhà sử gia nghiệp dư về tổng thống Thomas Watson, 67 tuổi, chia sẻ cảm xúc: "Một nhà lãnh đạo của thế giới tự do cần phải nhạy bén và cần phải thực sự vào cuộc. Ông ấy là một người tốt bụng. Ông ấy quan tâm đến đất nước của chúng ta. Ông ấy đã phục vụ đất nước chúng ta trong một thời gian dài, thật đáng buồn." Trong khi đó, theo ông Kevin Beer, một người Mỹ gốc Phi 50 tuổi, hiện đang làm giám đốc công nghệ thông tin ở Brooklyn, New York, "Tổng thống Biden không nên bỏ cuộc." vì ông ấy là người phù hợp để đánh bại đối thủ ông Donald Trump. Ông Thomas Watson, 67 tuổi, một nhà sử học nghiệp dư về Tổng thống tại Bảo tàng Tổng thống Jordan Ford bày tỏ Quyết định này cũng không quá gây ngạc nhiên, tôi nghĩ sức khỏe về tinh thần của ông ấy đang xa sút Bà Cas, 59 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu thì bày tỏ hy vọng quyết định cuối cùng đã được đưa ra sau nhiều tuần thông tin đồn đoán và bây giờ Đảng Dân Chủ có thể tập trung lại tìm ra giải pháp đối phó với Đảng Cộng Hòa. Một số cử tri cũng tỏ ra khá hoang mang trước ứng viên tiềm năng thay thế ông Biden ra tranh cử, Phó tổng thống Kamala Harris, người được đích thân tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ. Bà Mary Bix, một nhà giáo dục 58 tuổi ở New York nói: "Điều khiến tôi lo lắng là tôi không biết đất nước này đã sẵn sàng bầu chọn một phụ nữ da màu hay chưa, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng." Ông Jill một cử tri Đảng Dân chủ sinh sống tại Maryland thì cho rằng những gì mà các nhà lãnh đạo đảng làm đến nay đưa bà Kamala Harris lên vị trí dẫn đầu đều có lý do và điều đó thể hiện sự đoàn kết của đảng trong bối cảnh rối ren như vậy. Dạng sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày, những nhân vật hàng đầu của Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng đưa ra lời ca ngợi Đối với những thành tựu của Tổng thống Joe Biden, sau khi ông đưa ra quyết định nêu trên, nhiều thành viên của Đảng Dân chủ tán thành quyết định của ông Biden, trao ngọn đuốc cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong tuyên bố chung, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bày tỏ hoa cung hàng triệu người Mỹ, cảm ơn Tổng thống Biden vì tất cả những thành quả mà ông đã đạt được. Tổng thống Barack Obama vốn lựa chọn ông Biden khi đó là thượng nghị sĩ làm đối tác tranh cử năm 2008. Ca ngợi vị tổng thống đương nhiệm là một người vô cùng yêu nước, song cảnh báo về tình hình khó khăn trong những ngày tới. Trong khi đó, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đánh giá ông Joe Biden là một trong những vị tổng thống có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Ukraine đã gọi điện chúc mừng ông Trump sau khi ông chính thức trở thành ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Ngoài chúc mừng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án âm mưu ám sát ứng viên Tổng thống vào cuối tuần qua. Lãnh đạo Ukraine ca ngợi người dân Mỹ đang thể hiện tinh thần đoàn kết. Thư ký báo chí văn phòng Tổng thống Ukraine Sehi Nikiforov cho biết, cũng trong cuộc điện đàm nói trên, Tổng thống Zelensky đã mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ukraine. Ông nói ông Zelensky kêu gọi ông Trump không nên tin lời của đại diện một số quốc gia đang cố gắng giải thích hoặc biện minh cho hành động của Nga. Đáp lại, ông Trump khuyên ông Zelensky không nên tin vào tin giả rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử có thể có lợi cho Nga. Theo quan chức này, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc cho một cuộc hội đàm trực tiếp trong tương lai để thảo luận về hòa bình Ukraine. Ông nói các nhóm sẽ làm việc để điều phối lịch trình và chi tiết để xác định khi nào cuộc gặp có thể diễn ra. ABC dẫn nguồn thạo tin cho biết Ông Zelensky tin tưởng ông Trump sẽ duy trì ủng hộ Ukraine trong tìm kiếm hòa bình công bằng. Cuộc gọi giữa hai người kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Giới chức phương Tây và giới nghiên cứu đã bày tỏ lo ngại ông Trump sẽ cắt nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sau khi trở lại Nhà Trắng. Các trợ lý của ông Trump cũng từng nêu ra kế hoạch liên quan tới việc để Nga kiểm soát các khu vực phía đông Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden vào tháng 6, ông Trump chỉ trích các điều kiện hòa đàm từ Nga là không thể chấp nhận được, trong đó có những yêu cầu Ukraine từ bỏ chủ quyền với bốn tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn tại Anh mới đây, ông Zelensky thừa nhận ông Trump sẽ là ca khó đối với Ukraine, nhưng tự tin rằng Kiev đủ kiên trì và khả năng thuyết phục ông Trump đứng về phía mình. Ở một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột Báo Strana của Ukraine mới đây đưa tin giới tinh hoa Ukraine đã thay đổi đáng kể thái độ sau khi lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kiev hồi đầu tháng 7. Đã có những lời kêu gọi chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán hòa bình nhanh chóng hơn, không chỉ từ các chính trị gia và nhà khoa học chính trị, mà còn từ các blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, những người trước đây hiếm khi viết về các chủ đề chính trị. Những blogger người Ukraine nổi tiếng đã bắt đầu nói nhiều về hòa bình cần được thiết lập sớm và đừng để cho đến khi tất cả mọi người đều thiệt mạng. Người dân Ukraine có thể thấy chính phủ Ukraine đang gặp khó khăn trong xung đột rằng đàm phán với Nga là điều không thể tránh khỏi. Do đó là tốt hơn hết nên bắt đầu càng sớm càng tốt để cứu hàng ngàn người vô tội. Một sĩ quan cảnh sát và 5 người biểu tình đã bị thương khi đụng độ xảy ra trong cuộc biểu tình ở cảng ngũ cốc là Rochelle của Pháp khoảng 3.000 người tham gia cuộc biểu tình ở thành phố Cảng La Rochelle ngày thứ Bảy. Trước sự hiện diện dày đặc của cảnh sát chống bạo động, đây là ngày biểu tình thứ hai trong khu vực, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát. Cảnh sát Pháp dùng xe phun vòi rồng và hơi cay để giải tán các nhà hoạt động vì khí hậu tập trung ở miền Tây nước Pháp, phản đối việc xây dựng hồ chứa nước, phục vụ nông nghiệp. Một số cửa hàng đã bị đập phá và ít nhất 7 người bị bắt. Bộ trưởng nội vụ Gerard Damanin cho biết trên nền tảng xã hội X, một số đối tượng cực đoan đã tấn công phá hoại tài sản và làm hư hại một siêu thị hạn hán ở pháp đã làm gia tăng căng thẳng về nguồn nước nhiều người cho rằng việc xây dựng các hồ chứa lớn để tưới tiêu cho nông nghiệp là một hành động lãng phí tạo điều kiện cho các trang trại xuất khẩu lớn Julien leguet phát ngôn viên của phong trào hồ chứa không cảm ơn cho biết các cuộc biểu tình ở thành phố ven biển đại tây dương của pháp để chứng minh các hồ chứa mới không được xây dựng để phục vụ sản xuất lương thực tại địa phương mà để cung cấp cho thị trường quốc tế những người biểu tình đã tập trung trước một địa điểm thuộc Sofles NECOCE, một doanh nghiệp buôn bán gỗ cốc thuộc sở hữu của tập đoàn hợp tác Pháp In Vivo trước khi bắt đầu tuần hành qua thành phố. Chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng hồ chứa nước vào mùa đông để tưới cho cây trồng trong mùa hè ngày càng khô hạn. Các hồ chứa dự kiến được lấp đầy bằng cách bơm nước ngầm lên bề mặt. Những người phản đối cho rằng cách làm đó không có tác dụng nếu không có đủ tuyết và lượng mưa trong thời kỳ mùa đông. Họ cũng cho rằng việc lưu trữ nước ngầm ở ngoài trời sẽ khiến nó bị bốc hơi và có khả năng bị ô nhiễm bởi tảo và vi khuẩn. Tình trạng bất ổn xảy ra tại La Rochelle khi Pháp đặt cảnh báo an ninh ở mức cao nhất để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic khai mạc tại Paris vào ngày 26 tháng 7. Ngày 19 tháng 7, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ của Liên Hợp Quốc tuyên bố việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của Palestine là bất hợp pháp và cần phải được rút ngay lập tức. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất cho đến nay về cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Chủ tọa Nawab Salam đọc phán quyết của hội đồng gồm 15 thẩm phán tại ICJ. Việc thiết lập và duy trì các khu định cư của Israel ở bờ Tây và Đông Jerusalem cùng với các chính quyền liên quan đã vi phạm luật pháp quốc tế. Tòa án cũng tuyên bố Israel có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và di tản toàn bộ người định cư khỏi các khu định cư hiện có. ICJ cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đại hội đồng liên hợp quốc và tất cả các quốc gia không công nhận việc chiếm đóng là hợp pháp cũng như không viện trợ hoặc hỗ trợ để duy trì sự hiện diện của israel tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng bộ ngoại giao israel đã bác bỏ tuyên bố này cho rằng nó về cơ bản là sai và một chiều đồng thời nhắc lại lập trường giải pháp chính trị trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này không thể tự chiếm đóng lãnh thổ của mình Mỹ, đồng minh số 1 của Israel, chưa đưa ra bình luận. Bộ ngoại giao Palestine gọi phán quyết của ICJ là lịch sử và kêu gọi các quốc gia tuân thủ. Đặc phái viên Palestine Riyad Al-Maliki tuyên bố: "Không viện trợ, không hỗ trợ, không thông đồng, không tiền, không vũ khí và không giao thương, không có bất kỳ hành động nào ủng hộ sự chiếm đóng bất hợp pháp của Israel." Theo Reuters, phán quyết của ICJ không mang tính ràng buộc nhưng có giá trị theo luật pháp quốc tế và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel. Israel đã chiếm giữ bờ Tây, giải Gaza và đông Jerusalem, những khu vực được coi là thuộc về Palestine trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Kể từ đó, Israel đã xây dựng các khu định cư ở bờ Tây và không ngừng mở rộng chúng. Israel lập luận rằng các vùng lãnh thổ này không bị chiếm đóng về mặt pháp lý vì chúng nằm trên vùng lãnh thổ tranh chấp, nhưng Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế coi chúng là lãnh thổ bị chiếm đóng.